Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Sách khoa học thiền định, tác giả Minh Sư Patrizi, dịch giả Nguyễn Trần Quyết, phong trào thiền định kim tự tháp. Minh Sư Patrizi, người sáng lập phong trào thiền định kim tự tháp, đã đến khắp mọi miền đất nước Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới để chia sẻ những thông điệp về thiền Anapanasati, chủ nghĩa ăn thực vật và năng lượng kim tự tháp. Patrizi đã tổ chức hàng ngàn buổi hội thảo về thiền định, sáng tác hơn 60 cuốn sách và rất nhiều băng đĩa về chủ đề khoa học tâm linh thời đại mới. Cuốn sách này tổng hợp những buổi nói chuyện của Patrizi về ý nghĩa của thiền định. Lời chào và lời mời của tôi gửi đến tất cả những học viên của khoa học thiền định. Trở thành một học viên của khoa học thiền định là điều bắt buộc cho mỗi người và tất cả mọi người. Hãy làm cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đều là những người thực hành thiền định, đều là những vị thầy, đều là những vị Phật. Minh Sư Patrizi. Phần 1. Khoa học thiền định. Chương 1. Tâm thức là sự thật cơ bản nhất. Suy nghĩ là một chức năng của tâm thức. Năng lượng là sản phẩm của suy nghĩ. Và cuối cùng, sự vật là kết tinh của năng lượng. Trong thiền định, chúng ta tiến hóa đến cấp độ của tâm thức. Đến cấp độ của tâm thức thuần khiết, không còn suy nghĩ, không còn làn sóng tâm trí nào cả. Khoa học thiền định là điều cần thiết khẩn cấp, là điều cần thiết khẩn cấp nhất của thời đại này. Mẹ trái đất đã ở trong thời kỳ bóng tối rất lâu. Bây giờ mẹ trái đất, hành tinh trái đất đang quay lại thời kỳ ánh sáng. Toàn bộ trái đất đang tiến vào một dải photon mới, một hiện tượng kỳ diệu của thiên hà. Toàn bộ loài người đang đi vào một sự thay đổi, một sự thay đổi tâm linh. Đó là sự đột phá trong tiến hóa, sự đột phá trong tâm thức loài người, được báo hiệu bởi khoa học thiền định. Trái đất đã ở trong thời kỳ bóng tối hàng triệu năm vì bị ảnh hưởng của các nguồn lực đen tối, của những thực thể tiêu cực ngoài trái đất. Hiện tại, nguồn lực đen tối ngoài trái đất này đã không còn. Nó đã được dừng lại bởi người quản lý của vũ trụ. Không còn bất cứ nguồn lực đen tối nào tác động lên trái đất. Bây giờ, chỉ còn lại những nguồn lực ánh sáng tác động đến trái đất từ những nguồn lực ngoài trái đất. Một điềm báo cho thời kỳ vàng son mới của mẹ trái đất. Đức Phật Thích Ca đã sống ở thời kỳ bóng tối. Chúa Giê-xu cũng đã sống ở thời kỳ bóng tối. Tuy nhiên, chúng ta lại đang sống ở kỷ nguyên vàng son của ánh sáng, thể hiện cho một cuộc cách mạng tâm linh vĩ đại trên trái đất này. Nền tảng của cuộc cách mạng tâm linh này đang được chia sẻ trên trái đất dưới tên gọi khoa học thiền định. Phong trào thiền định kim tự tháp mong muốn tất cả mọi người sẽ trở thành những vị thầy thiền định. Thời điểm để cho tất cả chúng ta trở thành những người thực hành thiền định, thời điểm để làm cho việc thiền định trở thành một thói quen mỗi ngày. Thiền định là điều bắt buộc. Ngay từ khi còn trẻ, chúng ta phải trở thành những người thực hành thiền định. Nếu bạn là một đứa trẻ, hãy thiền định ngay. Nếu bạn là một thanh niên, hãy thực hành thiền định ngay. Nếu là một gia đình, cả gia đình hãy thực hành thiền ngay lập tức. Vậy đối với tất cả mọi người, đây là lúc để thấu hiểu khoa học thiền định. Thiền định là gì? Thiền định đơn giản là làm cho tâm trí trống không, làm im lặng tâm trí. Chúng ta đã biết rõ tâm trí là gì. Tâm trí là tập hợp của các suy nghĩ. Tâm trí là tập hợp của tất cả những suy nghĩ rối rắm, hàng trăm ngàn suy nghĩ chồng chéo nhau, tạo thành một mớ hỗn độn. Đó là một tâm trí thường thấy. Bất cứ khi nào chúng ta quyết định là một điều gì đó, ngay lập tức chúng ta sẽ tạo ra hàng trăm lý do
tại sao chúng ta không nên làm việc này, và tiếp tục hàng ngàn lý do tại sao chúng ta nên làm việc đó, và tiếp tục hàng vạn lý do tại sao chúng ta không nên làm việc này. Đó là tâm trí, một tâm trí ngu ngốc. Một tâm trí ngu ngốc, một tâm trí hỗn độn, một tâm trí quay cuồng, một tâm trí rối rắm là tâm trí của những người không thực hành thiền định. Tâm trí hỗn độn tạo ra nhiều vấn đề cho người đó. Khi bạn sở hữu một tâm trí hỗn độn, bạn tốn mất nhiều năng lượng, bạn mệt mỏi. Mọi suy nghĩ đều là năng lượng. Chúng ta cần phải có những suy nghĩ đúng đắn, những suy nghĩ sai lạc, những suy nghĩ không cần thiết, những suy nghĩ lan man, chúng phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống của chúng ta. Vì mọi ý nghĩ đều là năng lượng, nên một suy nghĩ sai lạc hoặc một suy nghĩ vô ích thực sự làm tổn hao rất nhiều năng lượng. Với một người thông thường, bên cạnh một suy nghĩ đúng chính xác, sẽ có hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ không chính xác. Vì vậy, người đó sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng. Khi cả cơ thể suy kiệt năng lượng, cơ thể có thể bị tấn công từ bên ngoài. Cơ thể vật lý là một quả bóng năng lượng. Tâm trí là nguồn năng lượng cho quả bóng năng lượng này. Nếu tâm trí cứ tiếp tục lãng phí nguồn năng lượng, cơ thể vật lý sẽ trở nên cạn kiệt năng lượng. Kết quả là cơ thể thiếu hụt năng lượng và bị tấn công bởi vi khuẩn và virus. Kết quả hiển nhiên là bệnh tật sẽ xuất hiện trên cơ thể. Nguyên nhân của bệnh tật trên cơ thể luôn luôn bắt nguồn từ tâm trí khi lãng phí năng lượng. Một tâm trí lan man, nhảy nhót thực sự là nguồn gốc của tất cả các bệnh tật. Thiền định có nghĩa là làm lắng dịu tâm trí hỗn độn. Không có bất kỳ suy nghĩ lan man nào trong tâm trí cả. Đó chính là thiền định. Im lặng, mauna, có nghĩa là miệng không nói một lời nào. Tương tự thiền định, dhyana, có nghĩa là không có bất kỳ suy nghĩ nào trong tâm trí. Thiền định thực sự là không còn suy nghĩ trong tâm trí. Mỗi ngày 24 tiếng thực sự cần thiết cho việc dành 2, 3, 4 tiếng đồng hồ cho việc thiền định sâu. Cũng giống như việc con người dành khá nhiều thời gian để ngủ, con người nên dành thêm thời gian thật nhiều để thiền định. Ngủ là gì và thiền là gì? Ngủ là một trải nghiệm thoát ra khỏi cơ thể. Thiền cũng là một trải nghiệm thoát khỏi cơ thể. Ngủ là trải nghiệm thoát khỏi cơ thể không có ý thức. Tuy nhiên, thiền là một trải nghiệm thoát khỏi cơ thể có ý thức. Giấc ngủ là một món quà của tự nhiên dành cho cơ thể vật lý. Tuy nhiên, thiền là một món quà chúng ta dành cho chính cơ thể vật lý của mình. Thiền định bù đắp rất nhiều cho giấc ngủ. Một người thông thường ngủ khoảng 6 đến 8 tiếng mỗi ngày cần phải giảm thời gian ngủ lại chính xác khoảng một nửa. Điều này sẽ làm cho mọi thứ hòa hợp. Giấc ngủ không chỉ dành cho cơ thể, giấc ngủ gia tăng năng lượng cho cơ thể. Giấc ngủ làm tươi mới tâm trí. Thiền định cũng là sự thư giãn tuyệt vời cho cơ thể vật lý. Thiền định cũng gia tăng năng lượng cho cơ thể vật lý. Thiền định cũng làm tươi mới tâm trí. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, thiền định có thể khởi động con mắt thứ ba của chúng ta. Chuyện gì xảy ra khi chúng ta ngủ? Ngủ mang lại sự tươi mới cho tâm trí. Và khi chúng ta thức giấc vào mỗi buổi sáng, chúng ta cảm nhận cơ thể vật lý tràn đầy năng lượng. Tuy vậy, chúng ta không chỉ ở trong cơ thể vật lý, chúng ta ở trong một hệ thống gồm 7 cơ thể, bao gồm cơ thể vật lý, cơ thể năng lượng, cơ thể vi tế, cơ thể nhân quả, cơ thể tâm linh, cơ thể vũ trụ và cơ thể niết bàn. Điều gì xảy ra chính xác trong giấc ngủ? Trong giấc ngủ, cơ thể vi tế thoát ra khỏi cơ thể vật lý. Khi cơ thể vi tế đi ra khỏi cơ thể vật lý, cơ thể năng lượng, cơ thể cung cấp nền tảng năng lượng cho cơ thể vật lý, tự do tiếp thu năng lượng vũ trụ và trở nên tràn đầy năng lượng. Cơ thể năng lượng nuôi dưỡng cơ thể vật lý. Cơ thể năng lượng là nguồn năng lượng cho hình dạng vật lý, cơ thể vật lý. Khi cơ thể vi tế ngu ngốc còn ở đó, khi cơ thể cảm xúc, tâm trí ngu ngốc còn ở đó, trong cơ thể vật lý, cơ thể vật lý sẽ mất rất nhiều năng lượng. Khi tâm trí ngu ngốc ở đó, năng lượng của cơ thể năng lượng trở nên không còn đủ cho sức sống của cơ thể vật lý. Tuy nhiên, khi có một cơ thể cảm xúc lành mạnh, khi có một cơ thể vi tế lành mạnh, cơ thể năng lượng không bị ảnh hưởng bởi cơ thể vi tế,
và tự do mở rộng để đón nhận càng nhiều năng lượng càng tốt, cung cấp làm cho hệ thống vật lý, cơ thể vật lý trở nên tươi trẻ. Chúng ta hãy cùng nhau thấu hiểu xem giấc ngủ là gì. Chúng ta hãy cùng nhau thấu hiểu thiền định là gì. Thiền định mạnh hơn giấc ngủ gấp triệu lần. Nếu giấc ngủ chỉ mang lại một lượng năng lượng nhất định, thiền định mang lại cho chúng ta nguồn năng lượng nhiều gấp hàng triệu lần. Đó là tại sao nửa tiếng thiền định tương đương với toàn bộ thời gian ngủ. Giấc ngủ là điều cần thiết, giấc ngủ là điều đương nhiên. Con người có thể tồn tại nếu không ăn trong 40 ngày, nhưng không thể tồn tại nếu không ngủ. Tuy nhiên, sự thật là chúng ta không cần phải ngủ quá nhiều trong một ngày. Thời gian ngủ nhiều làm uổng phí nguồn năng lượng của chúng ta. Năng lượng thiền định phải luôn luôn là nguồn năng lượng chính cho sự sống của cơ thể vật lý. Năng lượng thiền định phải luôn luôn là nguồn năng lượng chính để làm tươi mới tâm trí và làm sắc bén trí tuệ. Thêm vào đó, điều quan trọng nhất trong thiền, chúng ta đều có thể có được trải nghiệm vượt ra khỏi cơ thể một cách có ý thức. Trong thiền định, trải nghiệm vượt ra ngoài cơ thể rất dễ được nhận biết. Chúng ta giao tiếp với rất nhiều thực thể trong vũ trụ. Chúng ta du hành đến rất nhiều nơi trong vũ trụ vô tận. Chúng ta đến với những sự thật một cách có ý thức. Chúng ta thấu hiểu kiến thức. Chúng ta có được sự thông thái và sau đó mang sự thông thái trở về. Kết quả là trí tuệ ở trên trái đất của chúng ta trở nên vô cùng sắc bén. Đó là lúc chúng ta trở thành Phật. Đó là lúc chúng ta trở thành Jesus Christ. Chúng ta phải hiểu được sự thật rằng chúng ta không chỉ là cơ thể vật lý. Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là những vị Phật, God. Đó là điều vĩ đại nhất của sự thật. Đó là điều vĩ đại nhất của chân lý. Khoa học thiền định là môn khoa học căn bản nhất. Chúng ta không chỉ là vật chất vật lý này, chúng ta không chỉ là hình dạng vật lý mà chúng ta thấy khi đứng trước gương. Chúng ta được tạo thành bởi bốn phần cơ bản: vật chất, năng lượng, suy nghĩ và sự tỉnh thức. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.